Nếu các bác và anh em loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm được cặp loa nào để hát karaoke hay, có thể xem ngay video ngày hôm nay. Một siêu phẩm được thiết kế cho bất kỳ ai khi cất lên tiếng hát thôi, chỉ muốn hát nữa, hát mãi thôi. Đặc biệt là giá thì khá là bất ngờ. Và hôm nay em đang qua sẽ giới thiệu cho các bác cặp loa siêu phẩm về karaoke là Full WeWork C12 Pro. Và đôi loa này được thiết kế với diện mạo bên ngoài còn khác biệt, màu gỗ óc chó nâu trầm cực kỳ sang xịn. Đôi loa khi mà được đặt vào phòng khách sẽ hòa nhập cùng với không gian đồ gỗ, sẽ tôn lên cái vẻ sang trọng cho phòng khách của chúng ta. Đây chính là sản phẩm chính hãng thương hiệu WeWork của Mỹ, được sản xuất tại Đài Loan dựa theo dây chuyền và công nghệ của Mỹ. Nên chất lượng âm thanh rất tuyệt vời. Thì đánh sâu chắc đầy, tại lời ca tiếng hát thì trong trẻo ngọt ngào, tiếng chép thì tí tách leng keng rất hay. Những đôi loa kiểu như này thì đang được đánh giá là ông vua của những dòng loa karaoke trên thị trường đấy. Được rất nhiều những tín đồ đam mê ca hát săn lùng và lựa chọn trong thời gian vừa qua. Trước thì có e căng bằng thép rất cứng cáp và bền bỉ này, cho loa được tránh được cái tác động vật lý từ bên ngoài. Loa thì có công suất từ 600 đến 1000W nên là thoải mái. Từ những cái kiểu karaoke này, DJ remix hoặc là những bản nhạc bolero hay và ngọt ngào luôn, rất dễ phối ghép với lại âm ly cục đẩy hay đẩy liên vang. Những ai đã sử dụng rồi thì đều cho chúng em cảm nhận rất rất tuyệt vời. Sau khi em lắp đặt xong thì anh thấy cảm nhận thế nào? Hài lòng. Về chất âm, về mẫu mã, về hình thức thì nó đúng với anh xem ở trên livestream không? Thì đôi loa này đang có mức giá là 9 triệu đồng một đôi, còn được bảo hành 1 năm, ship hàng toàn quốc. Các bác và anh em đang có nhu cầu quan tâm những cặp loa như này thì lại ở dưới cùng bên trái các bác nhé.